tất cả các bạn nha. Hiện tại mình đang có mặt tại cà phê Dreamer Home Coffee, đường số 19 Đặng Thái Thân, phường 3, thành phố Đà Lạt nha các bạn. Đây, quán cà phê view rất là đẹp nha các bạn. Đó. Nước uống cũng rất là ngon, view rất là đẹp. Rồi, bây giờ mình vào trong mình quay cho các bạn coi nha. Không gian bên trong còn cảnh quán nha các bạn. Không gian trang trí rất là đẹp. Cái đèn đây là không gian ở trong quán rồi. Cà phê ở đây đặc biệt là view rất là đẹp, thấy không? Rồi mình ra phía sau mình quay cái view phía sau cho các bạn coi nha. Đây các bạn thấy không? Đây view ở đây rất là đẹp. Sáng nay mình tới là mình uống trà ngoại hương với lại trà lá sen đó, rất là ok các bạn. Này anh thấy view không, nhìn rất là đẹp. Đây đặc biệt là view bên đây đây. Chỗ này là các bạn sống não hoặc là các bạn tới để chụp hình thì rất là đẹp nha các bạn. Đây nhìn cảnh phía sau toàn là một cái đồi thông, núi non chập trùng. Đây thì mọi người ở đây người ta đang chỉ làm rất là kiên cố nha mọi người. Lưới rất là to. Đó. Tất cả đều hàn vừa dính vô, rất là to. Đó. View đây là bao đẹp nha các bạn. Đây. Không gian bên trong quán thì rất là ấm cúng nha. Đây view bên ngoài rất là đẹp. Đặc trưng của Đà Lạt các bạn. Rồi, bên đây là nhà cao tầng, nhà ở trên đồi các bạn, đó, thấy không? Đúng. Rồi để mình lần nữa mình qua đây cái bên hông các bạn coi nha. Mình rất là thích cái view ở đây. Đúng, thấy không? Này trời mà lạnh đó thì mình ngồi uống trà nóng ha. Rất là thú vị nha các bạn. Đó. Thì các bạn có dịp tới Đà Lạt thì nhớ ghé quán Dreamer Home & Coffee số 19 Đặng Thái Thân nha các bạn. Rất là đẹp. Mình rất là thích cái không gian ở đây, rất là yên tĩnh. Và cái view bên ngoài thì khỏi chê. Góc khác của cái view này. Các bạn thấy không? Bên đây là cái thông này. Hôm nay mình đi thì trời mưa phùn, mưa lâm râm. Đây mình quay cái view này lần nữa cho mình coi nha. Rồi giờ mình tiếp tục mình di chuyển tới một cái địa điểm khác nha. Rồi các bạn chờ mình nha, mình tới đó mình sẽ review cho các bạn coi tiếp. Giờ mình đi nha. Tới giờ mình di chuyển qua cáp treo nha. Tới cáp treo thì mình sẽ review cho các bạn coi tiếp. Chuyến đi Đà Lạt của mình là 3 ngày 2 đêm. Rồi mình sẽ quay tất cả các nơi mình đến cũng như là quán ăn, quán cà phê cho các bạn coi nha. Rồi bây giờ tạm biệt các bạn nha.